Trong những buổi phát thanh trước, thưa quý vị, biên tập viên Thiện Giao của Ban Việt ngữ chúng tôi đã gửi đến quý vị loạt 5 bài về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, cách nay đúng 40 năm. Một trong những nhân vật của miền Nam lúc bấy giờ được mô tả là liên quan mật thiết đến mặt trận giải phóng miền Nam cũng như biến cố Mậu Thân tại Huế là tiến sĩ dân tộc học Lê Văn Hảo, giáo sư Đại học Văn khoa Huế, Đà Lạt và Sài Gòn. Tiến sĩ Hảo tốt nghiệp ở Pháp vào năm 1961 và trở về Việt Nam từ năm 1965. Biên tập viên Nguyễn An đã phỏng vấn ông về vai trò của ông trong biến cố Mậu Thân, vì khi đó ông là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên Huế. Tiến sĩ Lê Văn Hảo kể lại. Sau khi tôi nhận cái chức đó rồi thì nhiều cái cuộc họp mà trong đó thì họ nói cho tôi biết là thế nào là chủ nghĩa cộng sản, thế nào là chủ nghĩa Mác-Lênin, thế nào là chính quyền cách mạng, thế nào là đấu tranh giai cấp. Họ cũng làm cho tôi một loạt các cái bài học vỡ lòng để cho tôi biết rằng là ở cái chức vụ đó thì tôi phải nên làm thế nào để cho nó xứng đáng với chức vụ đó. Là xong như vậy, tức là khi mà Mậu Thân họ tấn công Huế thì sau đó là họ đưa ông về. Dạ không, tôi không có về lúc đó. Lúc đấy là chỉ có mấy anh cộng sản về đánh nhau với ở dưới thành phố thôi, chứ còn tôi họ đâu dám đưa tôi về. Họ biết rằng tôi khi tôi nhận thì tôi cũng miễn cưỡng, mà nếu đưa tôi về thì chắc tôi chuồn luôn, thì họ đâu có dám đưa tôi về. Trong tất cả khi mà nổ ra Mậu Thân đó, tức là trong 26 ngày đêm cộng sản chiếm được thành phố Huế, thì tôi ngồi ở trên núi để mà tôi ngồi nghe đài phát thanh suốt ngày. Thế thôi, và tất cả những gì xảy ra dưới Huế thì tôi biết là qua đài phát thanh của Hà Nội và qua đài phát thanh giải phóng. Tức là ông hoàn toàn không biết cái gì thêm ngoài những cái điều mà những cái đài phát thanh nói. Tôi không thể biết được, bởi vì tôi không có mặt ở Huế. Mà nó đâu có dám để cho tôi về Huế. Vì anh biết cái khi mà nó đề nghị một cái chức vụ như vậy là cả một sự áp đặt. Nó nói rằng anh phải nhận, còn anh không nhận thì anh cũng còn đường về, thì là cả một sự đe dọa. Anh thấy tính chất đe dọa đằng sau lời đề nghị đó không? Dạ, cái này đây là một cái chi tiết rất là mới, tại vì rằng là hồi xưa cho tới bây giờ người ta cứ tưởng rằng là khi cái đoàn quân họ chiếm đóng Huế 20 mấy ngày đó, là ông về ông trực tiếp ông điều hành những cái công việc ở đó, thì hóa ra hoàn toàn không có chuyện này. Thang ơi, đó cũng phải là sự thật lịch sử. Mà tôi chỉ là một con tin đã bị ở trong cái thiết kẹt, phải nhận lấy một cái chức vụ để mà bảo tồn sự sống còn, để mà mong có ngày về vợ con thôi. Chứ tôi nói thật với anh, cái vai trò của tôi ở trong Tết Mậu Thân là cái vai trò hoàn toàn là thụ động. Tôi chỉ ngồi trên núi thôi, mà để mà nghe đài, nghe tin tức thôi. Rồi lâu lâu mấy cái ông như là Trần Văn Quang, rồi các cái ông lãnh đạo khác của Thừa Thiên Huế thì ghé qua thăm và an ủi tôi, thì nói rằng thôi thì bây giờ cái sự việc nó diễn biến như vậy thì mình phải theo cái thời cuộc thôi, mình phải đi theo cách mạng thôi, chứ còn không có cách nào khác. Anh thấy cái như vậy đó. Tức là cũng không có ai báo cáo cho ông biết cái tình hình như thế nào với tính cách là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hết? Dạ có chứ. Dạ có chứ, tức là trong khi mà đánh nhau, mà trong khi mà chiếm thành phố như vậy thì tất nhiên là chúng có hiện đài theo dõi thì cũng nắm được tình hình lắm chứ mà đâu phải là không biết gì. Sau khi họ rút ra khỏi Huế rồi thì ông vẫn tiếp tục ở trên núi như thế hay là ông đi theo họ? Dạ thưa, tôi vẫn tiếp tục ở trên núi, và lúc đấy thì quân đội Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã phản ứng rất mạnh bằng cách ném bom rất dữ dội các cái vùng mà giải phóng mà chung quanh các thành phố lớn. Thì trong thời gian nói thật với anh là chúng tôi sống toàn trong hang không à, thì toàn ở trong hang núi, nhưng mà ra ngoài là có thể ăn bom như thường, vì tình hình quá căng thẳng anh ạ, bom đạn nó quá sức tưởng tượng anh ạ. Cho nên cái lệnh của ông ngoài Hà Nội là đưa những cái người mà gọi là những cái vị nhân sĩ mà đi theo cách mạng, như là Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, bà Nguyễn Đình Chi, rồi tôi, rồi cụ Nguyễn Đóa, rồi Tôn Thất Diên Tiềm và một số vị khác, là phải đưa các vị này ra ngoài Bắc. Thì như vậy là chúng tôi bắt đầu lên đường là, nếu tôi nhớ không nhầm thì đầu tháng 7, tôi phải đi theo cái đường Trường Sơn đó, cái đường gọi là đường mòn Hồ Chí Minh đó. Yeah. Ngày thì ngủ trong hang và đêm thì đi, và tôi
đã đến Hà Nội từ đầu tháng 7 tôi bắt đầu đi, thì tôi đến Hà Nội vào ngày mùng 3 tháng 9 năm 1968. Dạ thưa ông, tức là đi cùng với ông có các vị trí thức như là hồi nãy mà ông... Dạ đúng, dạ đúng, có cả cái đoàn như vậy, trong đó có nhiều vị là phải ngồi võng. Ví dụ Cụ Đông Hậu thì phải đi sĩ ngồi võng, để cho hai anh quân giải phóng khiêng đi, mà Nguyễn Đình Chi thì cũng ngồi võng, Cụ Nguyễn Lóa cũng phải ngồi võng. Còn tôi thì lúc đó tôi mới có 32 tuổi thì tôi cũng đi bộ như mọi người thôi. Dạ thưa, thế thì trong cái lúc mà ở với nhau ở trên núi đó thì ông có nói chuyện với lại những cái vị kia không? Dạ có chứ, chúng tôi sống chung trong một khu vực. Và cái hoàn cảnh mà đưa đẩy họ tới cái núi đó thì có tương tự như ông không? Giống hệt như tôi, vì là cũng được mời họp hết á. Riêng cụ Thích Đông Hậu thì cụ bị bắt cóc vào lúc mà quân giải phóng đã và đã chiếm được thành phố Huế rồi, thì họ mời cụ lên võng để đi họp, thì cụ nó cũng võng cụ lên trên núi luôn. Bà Nguyễn Đình Chi cũng đi vào trong cái trường hợp như vậy, tức là bà cũng được mời đi họp rồi người ta võng bà lên núi luôn. Thế còn những người trẻ hơn như anh Nhân Tôn Thức Diên Tiềm chẳng hạn thì là lúc đó thì anh đi theo quân giải phóng, bởi vì anh Tôn Thức Tiềm là một ông Việt Cộng Nam Vung mà. Rồi có một vài vị khác cũng là Việt Cộng Nam Vung ở Huế, thì lúc đó thì họ thì ta lên núi thôi. Rồi tất cả chúng tôi gặp nhau ở trên núi thôi. Và khi đi ra ngoài Bắc thì chúng tôi cũng đi cùng một lượt với nhau thôi. Dạ thưa ông, như vậy thì ông sau khi ông đã sinh hoạt ở trong đó bao lâu thì ông biết rằng là Mặt trận Giải phóng miền Nam thật ra chỉ là cái nhánh của Mặt trận Tổ quốc mà ở miền Nam thôi? Nói thật anh, cái việc ấy thì tôi biết ngay là khi mà tôi lên ở trên núi thì tôi biết là Mặt trận Giải phóng tức là một trò bị bợm, tức là nó chỉ là một cái tổ chức, nó có hữu danh vô thực, nó là một cái tổ chức là của Cộng sản thôi, mà gọi là cái Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, nhưng mà tất cả đều do Hà Nội chỉ đạo thôi. Thì cái việc nó lên thì tôi biết ngay, mà họ cũng không giấu anh ạ, vì lúc mà mình ở trong tay họ rồi, anh họ có giấu cho đâu. Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn An của Ban Việt ngữ chúng tôi với giáo sư Lê Văn Hảo về vai trò của ông trong biến cố Mậu Thân 1968 tại Cố đô Huế, vì khi đó ông là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên Huế. Giáo sư Hảo hiện đang sống và làm việc tại Paris, Pháp Quốc.